Rồi, ok. Hello, xin chào tất cả các anh chị em và chào mừng chị đã quay trở lại đối với kênh Ichimoku Stock và quay trở lại đối với video ngắn của MV sau trong phiên khớp lệnh ngày hôm nay, anh chị em ngày 24 tháng 10. Thì trong phiên ngày hôm nay thì có những cái diễn biến và điều chỉnh như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một cách kỹ càng hơn trong cái video ngày hôm nay chị nhá. Ok, để bắt đầu vào cái video ngày hôm nay thì anh em đang đón xem cái video này thì nhớ đừng quên là dành ra 1 giây để like và thả giúp cho anh em Phi những cái quả tim màu tím hay là những cái hình icon bên dưới cái phần comment này để chúng ta có sự tương tác và chúng ta có những cái sự gắn kết với nhau nó tốt hơn được chị nhá. Ok, cảm ơn chị đầu tư rất nhiều và xin chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ, đầu tư luôn luôn thành công và thuận lợi chị nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách về những cái tín hiệu trong phiên ngày hôm nay. Thì hôm nay thì anh em có thể thấy là điểm qua một chút thì thị trường của chúng ta có sự điều chỉnh tương đối lớn, nó đến từ nhóm ngành banh đúng không? Nhóm ngành bất động sản và đặc biệt là một số cổ trụ của VN30. Đó, những cổ phiếu banh điều chỉnh thì nó đến từ những cổ phiếu banh top 2 đúng không? Như là STB hôm nay có tín hiệu lộ sàn. Và thậm chí là trong phiên ATC còn có tín hiệu sàn và khớp cuối phiên ATC thì bắt đầu là có đóng ở một vùng sắc đỏ nhưng mà tín hiệu là lộ sàn đúng không? Bên cạnh đó nữa có Tiên Phong, có Tech, có MB, có VB có điều chỉnh tương đối hay tại điểm hiện tại. Thì tại sao thì những yếu tố giảm mạnh của những cổ phiếu banh, bên cạnh đó thì một số cổ phiếu bất động sản nữa cũng có tín hiệu giảm mạnh mà anh Phi đã thấy được một cái cơ hội, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và chia sẻ với nhau nhiều hơn về cái góc nhìn trong cái buổi video ngày hôm nay anh chị nhá. Ok, đi chi tiết hơn một chút thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua về những cái tín hiệu trong phiên ngày hôm nay. Tính đến giai đoạn hiện tại thì phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đóng cửa vùng giá 1.257.41, giảm 13,49 điểm, tương đương với 1,06%, với đâu đó là 102 mã tăng và 284 mã giảm, và thanh khoản là gần 16.000 tỷ anh chị nha, cũng không phải là một quá trình gọi là thanh khoản thấp đâu anh chị. Cuối phiên ngày hôm nay là lại nổ thanh khoản đấy. Đó, VN30 thì đóng cửa 1.329.62, giảm 20 điểm, tương đương với 1,49%. Hôm nay thì VN30 thì có 6 mã tăng thôi và áp đảo là 22 mã giảm và thanh khoản là 9,7 nghìn tỷ. Hà Nội Index thì đóng cửa 224.69, giảm 1,81 điểm, tương đương với 0,80%. Upcom thì đóng cửa 92,06, giảm nhẹ 0,06 điểm, tương đương với 0,07%. Ok, thì những yếu tố chính mà khiến thị trường điều chỉnh mạnh trong ngày hôm nay thì có đề cập với anh chị đầu tư rồi, đó là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành bất động sản và đặc biệt là đến từ những cái cổ phiếu trụ. Ngân hàng thì khiến thị trường giảm 6 điểm. Bên cạnh đó thì bất động sản giảm 4,72 điểm, coi như là hai ông ngân hàng này là đâu đó là gần 11 điểm rồi. Nó khiến thị trường giảm 11 điểm rồi, bên cạnh đó thị trường giảm cũng 13 điểm. Đúng không? Còn lại thì một số các cái nhóm ngành khác như là chứng khoán, bán lẻ, hóa chất, xây dựng vật liệu, điện, hàng công nghiệp, dầu khí, vân vân. Về chuyển động thì có một số cổ phiếu khiến thị trường tăng điểm lên. Trong ngày hôm nay thì có Vinamilk, có Vietcombank, KDH, IMP, GAT, BCM và một số cổ phiếu nhỏ lẻ khác nữa. Bên cạnh đó thì sự điều chỉnh lớn nhất nó đến từ cổ phiếu Vinhome. Riêng một mình Vinhome khiến thị trường giảm 3,13 điểm. Tiếp đến là nhóm cổ phiếu VIX, STB, Techcombank, VPBank, MB, GVR, BIDV, ACB, Tiên Phong Bank, Masan, MSB, VRE, CTG và cuối cùng đó là PLX. Đó là những ba cổ phiếu khiến thị trường điều chỉnh trong cái phiên ngày hôm nay. Thì anh em có thể thấy là những cái sự điều chỉnh rung lắc thì đa phần nó đến từ cổ của VN30 đúng không? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá thêm một chút nữa về yếu tố của nước ngoài. Giai đoạn hiện tại thì ngày hôm nay nước ngoài tiếp tục bán ròng 234 tỷ. Thì tiếp tục bán ròng 234 tỷ và ngày hôm nay chủ đạo là bán HPG 93 tỷ, bán VRE, STB, DGC, Vinhome, KBC và một số cổ phiếu nhỏ lẻ khác nữa. Mua lại đối với VPBank, mua FPT, Vinamilk, SSI, MWG và Phát Đạt. Đó, yếu tố của tự doanh thì hiện tại thì em phải cập nhật lúc 3 giờ 44 phút thì nó chưa có yếu tố của tự doanh anh chị nhé. Đó, đây là yếu tố ngày hôm qua. Đó, về mặt bằng thanh khoản thì trong cả một phiên ngày hôm nay thì đa phần là thấp, đúng không? Đa phần là thấp, thanh khoản thấp hơn so với ngày hôm qua. Nhưng mà gần đến cuối phiên lúc khoảng tầm 2 giờ 15, 2 giờ 17 thì bắt đầu có khối lượng áp lực bán xuống tương đối lớn và có sự điều chỉnh của bọn ngân hàng. Đúng không? Ok, và đây là cái tình hình và diễn biến trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết hơn về góc nhìn và kịch bản thị trường trong vị thế ngân hàng.
Đó, thì như cái tiêu đề trong ngày hôm nay thì em phải có để cho anh chị đầu tư, đó là cơ hội trong những cái sắc đỏ, thì những cái sự điều chỉnh và rung lắc mạnh trong ngày hôm nay, thế vì nó là cơ hội chứ không phải là một những cái sự rủi ro trong kịch bản ngắn hạn. Và với thời điểm hiện tại thì cái vùng hỗ trợ trong công cụ phân tích kỹ thuật Ichimoku, và em thì có chia sẻ anh em ở trên live nhé, đó là vùng hỗ trợ quanh 1243, 1245. Đây là một cái vùng hỗ trợ trong vị thế ngắn hạn, trung hạn và thậm chí là cả dài hạn, đúng không ạ? Thì sau một cái quá trình bật tăng mạnh của thị trường trong giai đoạn vừa qua, từ cái phiên bùng nổ theo đà ngày 16 tháng 8 thì bắt đầu là thị trường đã có một xu tăng trong nhìn ngắn hạn rồi. Và nếu mà anh em nhìn về cái quá trình dài hạn một chút, nhìn về góc nhìn trong trung hạn này, thì thị trường của chúng ta nó vẫn chỉ là một quá trình đánh biên thôi, sideways biên tích lũy, đúng không? Những cái vùng biên trên trong khung trung hạn là đỉnh quanh 1307 và hỗ trợ biên dưới quanh 1243, 1245, thì đây là cái vùng hỗ trợ trong vị thế trung hạn này, đúng không? Thì thị trường về bản chất thì chị nhá, nó vẫn chỉ là quá trình đi ngang và tích lũy thôi, nhưng quá trình điều chỉnh và tích lũy như này thì chúng ta sẽ có những cái phương án điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ bên dưới, những cái vùng tích lũy biên biên dưới thì sẽ có vị thế để cánh mua, và hồi phục lên vùng biên trên thì sẽ cân nhắc là bán bớt và hạ bớt tỷ trọng của mình. Đó, thì trên live thì thường thường em sẽ cập cho anh chị em là tư kỹ hơn về những cái kịch bản của nhóm banh, đúng không? Thì e ngại, những cái sự e ngại của chúng ta là banh top 2 điều chỉnh, thì tại giai đoạn hiện tại thì ngày hôm nay nó đã thể hiện cái yếu tố đó rồi, đặc biệt là một số cổ phiếu đã tăng mạnh và tăng nóng như là STB, đúng không? Trên live cũng sẽ anh em STB đang gặp cản đỉnh dài đại quanh 36 365. Có thể anh em thấy đấy. Lên 36 365 thì bắt đầu xuất hiện áp lực bán rồi. Ngày hôm nay có tín hiệu lộ sàn. Đó, thì những cái vùng hỗ trợ của STB tại nhịp này nó sẽ quanh quanh 32. Nếu nó sẽ quanh 32 anh chị. Với lực giảm kiểu này thì khả năng và cơ hội nó sẽ còn rũ thêm một nhịp nữa. Đúng không? Bên cạnh đó thì có một số cổ phiếu khác như là Tiên Phong. Đúng không? Tiên Phong cũng bị rũ mất nền rồi. Những cái vùng biên sideways tích lũy thì khả năng và cơ hội nó sẽ test lại thêm một nhịp nữa. Nó vẫn sẽ còn nhiều nguy cơ anh chị ạ. VPBank cũng tương tự đúng không? Rũ lại này, test lại này. Đó, hay là một số cổ phiếu khác nữa như là HD Bank đúng không? HD Bank này đúng không? Đang lình xình sideways, hay là một số cổ phiếu của nhỏ cổ trụ thì em về nhà nó đã có những sự chiết khấu tương đối tốt rồi. Đó, ví dụ tại nhịp này có BID, BIDV chưa tăng nhiều mà bây giờ đã chiết khấu về lại cái vùng biên dưới rồi. Đúng không? Kỳ vọng ấy, thì bây giờ chỉ kỳ vọng những cổ phiếu banh top 1 thôi, còn cổ phiếu banh top 2 thì vì nó không kỳ vọng nhiều. Đó. Bit này, CTG này, đúng không? CTG hôm nay điều chỉnh về hỗ trợ quanh 337 và có tín hiệu rút chân. Còn có tín hiệu rút chân vào cuối phiên. Đó. CTG, MBB, ngoài anh em thấy không? MBB cũng gần về hỗ trợ rồi, quanh vùng giá 24.5 thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ của MBB. ACB xem nào. Đó, ACB cũng chuẩn bị về hỗ trợ luôn. Hỗ trợ của ACB là 248. Đó anh chị. Nên là trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ có sự kỳ vọng của thị trường và ở những cái cổ phiếu banh top 1. Đúng không? Bên cạnh đó thì có chứng khoán. Chứng khoán của chúng ta thì cũng điều chỉnh tương đối ác, ngày hôm nay cũng rũ, ngoài chị cũng bị rũ đấy. Như là FTS, CTS, BVS này, nhưng mà đa phần là những cổ phiếu này đều đều về hỗ trợ hết rồi. Đều tích lũy về là những cái vùng hỗ trợ hết. CTS này. Đúng không? Đang ở vùng hỗ trợ này. Đó. FTS này cũng đang ở vùng hỗ trợ này. Đó, hay là một số cổ phiếu như HCM này, đúng không? Chuẩn bị về điểm mua đấy anh chị. Chuẩn bị đi về điểm mua này. Đó, nên là trong cái quá trình mà thị trường rung lắc điều chỉnh giảm như thế này thì em đã nhìn ra được cái cơ hội. Còn nếu anh em mà đang cầm tiền mặt nhiều ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ bắt đầu là có tín hiệu đi chợ dần. Giá đi chợ dần với thị trường VN-Index, và những cái vùng mà chúng ta có thể giải ngân là quanh quanh vùng giá 1243, 1245 anh chị nhá. Hôm nay thì trên live lúc 1 giờ chiều thì chúng ta kỳ vọng đối với thị trường trong H1 có tín hiệu phân kỳ. Nhưng mà bắt đầu từ 2 giờ 15, 2 giờ 20 thì bọn banh có tín hiệu điều chỉnh rung lắc. Ở bên cạnh đó thì một số cổ phiếu trụ của bất động sản như là Vinhome, như là VIX thì có tín hiệu rũ xuống, thì bắt đầu những cái tín hiệu phân kỳ trong H1 của chúng ta sẽ không còn. Thì anh nói sẽ không còn, và hai cái đường kiếm ten cái du thì đang có tín hiệu cắm xuống. Với một cái lực cắm xuống kiểu này thì về ngắn hạn của chúng ta nó sẽ đi thêm một nhịp nữa. Và nó sẽ đi thêm và điều chỉnh thêm một nhịp nữa. Hôm nay áp lực bán ra cũng tương đối lớn, đúng không? Áp lực bán ra ngày hôm nay cũng tương đối lớn nha, nó cũng không phải là nhỏ. Đó, nên là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ bám sát thị trường trong ngắn hạn và xem nó phản ứng ở quanh quanh vùng hỗ trợ 1243, 1245 như thế nào. Thì với góc nhìn cá nhân thì về phần đánh giá đây là một cái vùng mà chúng ta có thể tư tưởng được và bắt đầu giải ngân trong vị thế ngắn hạn.
Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một chút về những cái nhóm ngành xem là giai đoạn hiện tại từ banh, chứng, thép, bất động sản, thì chúng ta chỉ cần view bốn nhóm ngành chính thôi, xem là những cổ phiếu đó nó đã điều chỉnh và test lại về những vùng hỗ trợ hay chưa, để chúng ta tìm kiếm được cái cơ hội và đầu tư trong giai đoạn được phù hợp hơn chị nhá. Ok, thế anh chị em nhà đầu tư đang đón xem video này thì nhớ đừng quên là dành ra 1 giây để like và thả giúp cho em Phi những cái quả tim hay là những cái hình icon ở dưới cái phần comment để chúng ta có sự tương tác anh chị nhá. Anh em nào mà muốn tham gia đến những cái room cộng đồng, đến những cái room Zalo giao lưu thì anh em nhớ đừng quên là quét cái QR code ở bên trên cái phần màn hình, hoặc là có thể là click vào cái đường link. Thì những cái đường link để tham gia cộng đồng thì em Phi sẽ gửi cho anh em ở trong phần mô tả, dưới phần mô tả video này hoặc là trong những cái phần ô chat chị nhá. Rồi đầu tiên thì nhóm ngành chính chúng ta sẽ view với nhau ngày hôm nay sẽ đi từ nhóm ngành ngân hàng trước, đúng không? Đầu tiên thì ngân hàng chúng ta sẽ thấy là vị thế hiện tại thì ngân hàng Vietcombank đang trong quá trình tích lũy đi ngang, đúng không? Với cổ phiếu trụ thì trong nhịp vừa qua thì nó chả lâu được gì, nó đa phần hồi nhịp hồi lên nó đến từ banh top 2, những cổ phiếu như STB, Tiên Phong, vân vân, VBank, vân vân, đúng không? Nên là hiện tại những cổ phiếu banh top 1 thì đa phần là máu ăn. Đó, nó đúng đúng với cái kiểu mà có tiếng nhưng không có miếng chị, đúng không? Tại vì anh em biết là tại nhịp sóng này đa phần là sóng banh, nhưng nếu chúng ta cầm cổ phiếu banh top 1 đa phần chúng ta không có ăn và thậm chí là còn lỗ, đúng không? Nên là trong nhịp này thì đối với Vietcombank nó chỉ là một quá trình tích lũy thôi. Đó, hôm nay thị trường điều chỉnh giảm nhưng Vietcombank nó có giảm nhiều đâu, nó không thể giảm nhiều mà thậm chí nó còn kéo xanh, nó xanh nhẹ. Đó, thứ hai là Bit, BIDV tương tự, nó vẫn chỉ là một quá trình đánh biên thôi, tích lũy biên sideways, đúng không? Thì cái biên của BIDV đó là vùng biên biên trên quanh 51.2 và hỗ trợ mạnh biên dưới quanh 47.5. Đây là một vùng biên sideways tích lũy của BIDV. Đó, chúng ta vẫn chủ đạo đánh biên thôi, về biên dưới gặp hỗ trợ rồi. Thì cơ hội và khả năng trong ngày mai, có thể là ngày mai thì áp lực bán nó vẫn sẽ có đến từ một vài cổ phiếu banh top 2. Đúng không? Khả năng là phải sang tuần, mai là thứ sáu rồi. Khả năng là phải sang tuần thì cơ hội và khả năng thị trường nó mới hồi lên được cái gì. Đó. View luôn cổng cổ trụ đi, CTG này, đúng không? CTG tương tự trong một biên sideways tích lũy, hôm nay có một quá trình rũ bỏ test lại về hỗ trợ và cuối phiên có tín hiệu rút chân lên, đúng không? Thì khi có tín hiệu rút chân lên nhanh thì chắc chắn là lực cầu và dòng tiền tham gia ở vùng giá dưới ạ, người ta kê mua ở vùng giá dưới ấy, có rất nhiều, đúng không? Đó, người ta có nhu cầu mua giá rẻ chứ người ta không có nhu cầu mua giá cao. Đó, nên là khi cổ phiếu hay thị trường điều chỉnh tích lũy test lại về cái vùng hỗ trợ thì nó luôn luôn có lực cầu đỡ ở giai đoạn hiện tại, đúng không? Tiếp đến ACB cũng vậy này, đó ACB ngày mai là gặp hỗ trợ rồi, có hỗ trợ rồi, đúng không? MB cũng vậy này, ngày mai là có hỗ trợ rồi, nếu có giảm thì động lực của nó vì chắc là nó sẽ giảm không nhiều đối với nhóm ngành ngân hàng, đúng không? STB hôm nay là một cây coi như là lộ sàn, thì với cái kiểu này và áp lực bán vào cuối phiên ấy, thì ngày mai vẫn sẽ có những nguy cơ để giảm thêm. Đó, Tiên Phong cũng vậy nhé. Đó, đây là đa phần là đến từ banh top 2 thôi. Đó, SHB này, đúng không? HD Bank, EIB, EIB thì vẫn khỏe đúng không chị? EIB thì vẫn khỏe. Đó, liên tiếp thì trong quá trình là kéo tăng bật tăng lên thì ba phiên này là tích lũy. Dạ, ba phiên này tích lũy. Đó. Nói chung là e ngại là banh top 2 thôi. Và hiện tại là banh top 2 nó đang trong quá trình rung lắc rồi. Đang đi theo đúng khá là đúng cái kịch bản chúng ta chia sẻ với nhau trên live lúc 1 giờ chiều. Đúng không ạ? Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ đi với nhau về bất động sản. Bất động sản thì đầu tiên đi từ cổ trụ đi. VIX đầu tiên, VIX thì đang đi ngang, đi ngang sideways thôi. Hôm nay thì cũng góp phần đến thị trường đâu đó là giảm 2,7% đấy, nó cũng không phải là ít đâu anh chị. Vinhome thì hôm nay góp phần đến thị trường là giảm đâu đó là 6,7%, đúng không? Coi như là gần sàn luôn rồi anh chị. Vinhome ra là 6,7% gần sàn luôn, lộ sàn anh chị, đó, lộ sàn luôn. Lovaland thì nói chung là lờ vờ lắm anh chị, tầm này thì đang tích lũy, đó, sideways đi ngang tích lũy thôi, nó cũng chưa có nhiều thông tin tích cực đến từ Lovaland. Phát đạt thì ok, là nhịp này đối với bất động sản thì có phát đạt đất xanh, đó, phát đạt đất xanh thì đang trong quá trình tích lũy ổn, đất xanh thế này, DXG này, đó. Nhìn thì có thể là ghê đúng không chị, nhìn thì có thể là ghê nhưng mà chúng ta nhìn về form cổ phiếu đa phần là form tích lũy đó. Phát đạt thì vẫn đang tích lũy trong biên trên là 17 và hỗ trợ biên dưới là 14.5, thì cái con này là cái con mà chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều đúng không chị, cực kỳ nhiều đối với phát đạt hay là đất xanh tại giai đoạn hiện tại đó, hay thậm chí là một số cổ phiếu khác như là
HDG hoặc là đất xanh à, hoặc là Kinh Bắc này này đó. Thì với giai đoạn vừa qua thì trên Line thì em cũng đang cầm những cái cổ phiếu như là Kinh Bắc, nó cũng có khuyến nghị trẻ đầu tư là nó là mua Kinh Bắc để cầm dài. Thì những cái điểm mua của chúng ta là quanh quanh 2 năm thì bây giờ coi như là gần quay trở lại vị thế điểm mua rồi, gần quay trở lại vị thế điểm mua, thì những cái nhịp điều chỉnh rung lắc và kèm theo tín hiệu của sự hoảng loạn như thế này, đúng không? Thì chúng ta vẫn có thể là lưu tâm và chú ý, anh em nào mà chưa có hàng thì chúng ta vẫn có thể là lên tàu ở những cái đó, chú ý đối với Kinh Bắc đó và rất nhiều cổ phiếu khác nữa chị. KDH thì hôm nay còn xanh chị, nó thị trường giảm 13 điểm nhưng mà Kinh Bắc vẫn KDH vẫn xanh đó. Lam Long đang tích lũy đáy này, Lam Long thì báo cáo tài chính quý 3 báo lỗ, báo lỗ, nhưng mà nếu mà báo lỗ thì chúng ta chỉ nhìn về một phương diện thôi, chúng ta sẽ nhìn về thêm về một số những cái thông tin khác nữa, đúng không? Như là hàng tồn kho này, đúng không? Hay là những cái dự án còn hiện tại còn đang dang dở đối với Lam Long. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nhìn về thuần kỹ thuật, thế vì nhà Lam Long đang về cái vùng hỗ trợ trong trung hạn tương đối tốt rồi, và vùng này đang là vùng tạo đáy. Nếu vị thế ngắn hạn mà Lam Long quay trở lại mà gãy 37 thì coi như là sẽ xấu. Còn kịch bản tích lũy giữ trên 37 thì đây sẽ là những cái vùng tạo đáy tương đối tốt của 55, đúng không? Đó. Tuần này thì nói chung là cũng hé lộ dần rồi, đa phần là những cái công ty cũng ra dần dần báo cáo tài chính rồi, đúng không? Sang những cái quý sau, sang những cái tháng sau là tháng 11, ngày mùng 5 tháng 11 thì sẽ có bầu cử Mỹ, thì phi vẫn đánh giá là trong trung tuần tháng 11 thì thị trường của ta nó sẽ ổn về vị thế ngắn hạn. Rồi nhóm thép, hôm nay thì nhóm thép thì chúng ta có một số thông tin, và hôm nay thì em Phi cũng cập nhật cho anh em về một số thông tin của bọn thép. Thì hôm nay thép thì có một số thông tin về 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 kết quả sơ bộ điều tra chứng khoán phá giá, kết quả sơ bộ chứng khoán phá giá thì dòng thép thì cũng đang có những cái tín hiệu cân bằng khi mà thông tin chứng khoán phá giá đang ủng hộ cho các doanh nghiệp của trong nước, đúng không? Thì hôm nay thì cũng cập nhật cho anh em lúc 1:18, đúng không? Thì hiện tại thì ngày hôm nay khi mà có một số thông tin gọi cho là tích cực đi anh chị, cũng gọi cho là tích cực đi, thì bắt đầu nhóm thép có tín hiệu là xanh lên. Nó nhưng cuối phiên khi mà thị trường chung có tín hiệu áp lực bán xuống thì đâu đó là bọn thép nó đang quay trở về tham chiếu, đúng không? Nó đang quay trở về tham chiếu, nhưng mà với tín hiệu kiểu này thị trường điều chỉnh 13 điểm và bọn thép nó không điều chỉnh thì đây là một trong những cái tín hiệu tốt đó. Bên cạnh đó thì anh em có thể là lưu tâm về một vài form cổ phiếu, ví dụ tại giai đoạn hiện tại về HPG đang quay trở lại test về những cái vùng mua quanh 26, 262 thì nó quanh quanh cái vùng này, thì anh em nào mà chú ý thép thì anh em có thể là lên tàu. Tiếp tục đối với Hoa Sen, tiếp tục đối với Hoa Sen đang tích lũy ở vùng đáy tương đối tốt rồi, tích lũy đáy tương đối tốt rồi, hôm nay có tín hiệu của lực cầu gia tăng này, còn dòng tiền bay tan ra tốt hơn những cái phiên trước đó, đúng không? Đó, tích lũy cực kỳ ổn, hoặc bên cạnh đó là Nam Kim tách đáy đấy đó. Thì với cái kịch bản hiện tại thì anh em có thể là lưu tâm, anh em thích nhóm thép thì có thể là bắt đầu lên tàu ngọc nghĩa dần anh chị đó, lên tàu dần đó. Về cái thứ hai nó là tâm lý này, tâm lý của nhà đầu tư bắt đầu về vùng hoảng loạn, bắt đầu về vùng quá bán đối với Nam Kim, nhìn nốt về Hoa Sen anh chị đó. Hoa Sen cũng tương tự đúng không, cũng đang ở vùng hoảng loạn, cũng đang ở vùng chán nản rồi đó. Khi cổ phiếu mà đang ở vùng hoảng loạn chán nản này thì bắt đầu chúng ta sẽ có vị thế để canh go anh chị, canh gom dần đó. Rồi thêm một nhóm nữa đi, chúng ta sẽ đi với nhau về nhóm chứng khoán đó. Chứng khoán đầu tiên thì có SSI đó, form của SSI thì vẫn đang trong form tăng, vẫn đang trong kênh tăng trong vị thế ngắn hạn, đúng không? Hôm nay thị trường điều chỉnh mạnh nhưng chứng khoán đâu nó đâu cũng điều chỉnh mạnh đâu, đúng không ạ? SSI thì vẫn đang giữ form này, VCI test lại về hỗ trợ trong ngắn hạn này, đúng không? Vẫn đang test lại kênh thôi nhỉ, test lại kênh thôi. HCM này, điểm mua trong nhịp tới của HCM là 273 đó, chuẩn bị về rồi anh chị ạ. Đó nên là anh em nào mà xác định mua nhóm nào, xác định mua cổ nào là chúng ta phải ngắm nghĩa dần thôi, đúng không? VND, VND hôm nay là một cây rũ hơi ác nha anh chị, hôm nay rũ một cây hơi ác của VND, khả năng là sẽ test lại cái vùng biên dưới quanh 14, nó test lại biên dưới quanh 14 này. Đó nên anh em nào mà chú ý VND thì chú ý đối với cổ này quanh quanh 14, gãy 14 VND sẽ có tín hiệu xấu nha, mà tích lũy dư tốt trên 14 thì khả năng nó vẫn sẽ có những cái nhịp bật hồi. FTX này về lại hỗ trợ đúng không? Về lại biên hỗ trợ bên dưới này. MBS cũng chuẩn bị về hỗ trợ này. Hỗ trợ của MBS là 272. Đúng không? Tiếp đến là SHS lình xình thôi, con này thì hơi nặng anh chị ạ. Thực sự là đối với SHS và SHB
đánh khó chịu lắm anh chị, đúng không? Nên là tầm này nó SS thì cứ lình xình đi ngang thôi. VIX về test lại đáy đúng không? Đó, phần cái biên tích lũy của nó là cái biên này đây. Bên trên là quanh 12 và bên dưới là 11. Tích lũy một giá đi ngang lình xình, hôm nay nó quay trở lại test đáy đây. Nhưng mà em vì nó cũng không có vấn đề gì anh chị. Không có vấn đề gì đúng không? ORED này cũng đang trong biên sideways đi ngang tích lũy. Hỗ trợ của ORED là vùng giá 13 năm và cản gần là vùng giá 10 năm. Đó, nó vẫn đang lình xình đi ngang sideways tích lũy mà. Đó. BSA cũng vậy này. BSA chuẩn bị về hỗ trợ và đây sẽ là cái điểm mua nhá. Anh em nào chưa có hàng thì lưu tâm chú ý ở quanh quanh vùng giá 46.3 đến 46.5. Đây sẽ là cái điểm mà anh em có thể là bắt đầu giải ngân được dần. Đó. Mình đánh giá là về đa phần nhá. Agri cũng vậy này. Đa phần về những cái nhóm ngành từ banh, chứng, bất động sản, thép thì giai đoạn hiện tại thì anh em nhìn sáng nhất thì thấy là bất động sản đúng không? Có một vài con chúng ta cần lưu tâm đó thì nó vẫn đang ở quanh quanh những cái vùng hỗ trợ và đang trong quá trình tích lũy thôi. Giảm thì đa phần đến từ trụ, đến từ VIX, đến từ Vinhome và VN30. Đó, bên cạnh đó thì chứng khoán có rất nhiều cổ chuẩn bị về hỗ trợ rồi. Nếu ngày mai mà thị trường điều chỉnh thêm một nhịp nữa, bọn chứng khoán dấn thêm 1%, 2% nữa thì bắt đầu những cái cổ phiếu đó về hỗ trợ hết. Đúng không? Thép thì có yếu tố tốt rồi, tích cực rồi, đang tích lũy đại rồi. Bên cạnh đó thì banh thì chúng ta chỉ lo ngại với một số cổ phiếu banh top 2 thôi. Còn lại một số cổ phiếu banh top 1 như là Vietcombank, đúng không? Như là Vietcombank vẫn tích lũy. BIDV cũng đang trong quá trình biên tích lũy bên dưới này, đúng không? CTG cũng về lại vùng biên tích lũy, về lại hỗ trợ rút chân rồi. Đó, đây là trong cái giai đoạn hiện tại thì mình là những cổ phiếu banh top 1, những cổ phiếu trụ lớn thì nó đang giúp phần đến thị trường tăng điểm hồi lên. Bên cạnh đó thì có bất động sản, có chứng khoán, có thép thì đang đồng thuận, đúng không chị? Nên là chúng ta đang nhìn được những cái cơ hội của thị trường trong kỳ thị ngắn hạn. Nếu thị trường trong ngày mai hay thậm chí là sang tuần sau có tiếp tục yếu tố áp lực bán dưới anh chị, thì đó là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Thì những cái vùng mà chúng ta cần lưu tâm đó là vùng giá 1243, 1245. Đây là những cái vị thế trong kịch bản ngắn hạn anh em có thể lưu tâm anh chị nhá. Và anh Việt đang đánh giá là khi nó điều chỉnh test vào đây thì ít nhất nó sẽ có những vị thế hồi phục đã. Dạ, hồi phục đã đúng không? Nó sẽ hồi phục, nó test lại 1277, 1280 trong vị thế ngắn hạn đúng không? Đó, thì trong thị trường của chúng ta trong vị thế chung dài hạn á thì nó chỉ là một quá trình tích lũy biên thôi mà. Nó chỉ là một quá trình đánh biên thôi. Đúng không? Và bên đó thì thị trường của chúng ta từ một số cổ phiếu của banh, chứng, thép, bất động sản thì em thì bắt đầu thấy những cái tín hiệu của cơ hội rồi. Thị trường nó đạp 13 điểm, 14 điểm như này này. Nó đạp càng nhanh chúng ta càng thấy có đáy. Nó càng sớm có đáy thôi. Đó nên là không e ngại ở điểm này. Không chị, không e ngại nhiều. Có thể là bây giờ anh em đang e ngại về một số việc bởi tỷ giá, nó tỷ giá tăng, đó nên anh em hơi e ngại một chút về tỷ giá thôi. Đó, còn lại thì sẽ thấy là vàng tăng, anh chị, vàng tăng cũng e ngại chứ anh chị. Đó, bên cạnh đó thì có những cái thông tin từ vĩ mô, đúng không? Mình cũng đang chờ thôi, mình đang chờ xem là hiện tại thì ngày mùng 5 tháng 11 bầu cử Mỹ, bầu cử xong thì khả năng là tốt, khả năng là ổn thôi và bình ổn lại. Nói chứ còn thị trường về mặt ngắn hạn, nếu anh em nhìn về vĩ mô dài hạn này, thì thị trường nó vẫn ổn mà. Thị trường nó vẫn đang trong form tăng mà, nó vẫn đang trong quá trình tích lũy đúng không? Ok, thì nói chung là làm cái video ngắn để chia sẻ anh em về những cái cơ hội thôi. Tại giai đoạn hiện tại thì cũng có rất nhiều cổ phiếu anh em cần lưu tâm chị nhá, cơ hội trong sắc đỏ chứ không phải là những cái sự rủi ro đó. Thì đặc biệt chú ý tại nhịp này thì anh em có thể lưu tâm một số cổ chứng khoán thì em phải có lốt ra cho anh chị em đầu tư các bạn, CTS này, BVS này, Agri này, hay thậm chí là BSI này gần về hỗ trợ hết rồi. Còn lại một số cổ phiếu banh trụ to, chứng chứng to chị, như là SSI này, về lại test lại kênh, nó test lại kênh. VND thì VND hôm nay có một cái pha rũ xuống test lại về cái vùng đáy chị ạ. Test lại về vùng đáy cũ quanh 14 thì anh em cũng cần lưu tâm, nó tích lũy giữ trên 14 là ok đấy chị nha. Còn là ok đó. Đó, bên cạnh đó thì có VCI này. VCI cũng test lại kênh này. Nó cũng chưa có vấn đề gì. Ngày mai mà VCI có một cây nến xanh hồi phục ở đây anh chị, có một cây nến xanh hồi phục ở đây thì bắt đầu được kỳ run, nó sẽ tạo thế cân bằng ở quanh quanh giá 36.4 thì anh em sẽ thấy là ngày mai nó sẽ trở nên quá trình tách kiếm và tách kiếm đi ngang xuất hiện vùng cân bằng thì khả năng và tỷ lệ hồi phục của những cái bọn này này là rất cao đó anh chị nhá, là rất cao anh chị.
Đó nên trong cái nhịp này thì cổ nào mà về hỗ trợ trước chúng ta sẽ có vị thế nhặt trước, và anh em đi vốn làm sao cho nó hợp lý thôi. Nếu ví dụ tại nhịp này anh em mua VCI đi thì anh em gom khoảng tầm 2 lần cho đến 3 lần, mỗi lần anh em gom 20% 30%. Đó thì sau một cái lần gom cuối cùng thì anh em sẽ có cái điểm mua tương đối tốt. Đó, mình thì mình vẫn có sự kỳ vọng nhiều từ bọn chứng khoán, từ bọn bất động sản, và giai đoạn này thì mình đã thấy những cái sự tốt hơn và tích lũy ổn của bọn thép, đặc biệt là hoa sen. Đó, mình thấy sự kỳ vọng của bọn này và mình thấy những cái sự cơ hội của bọn này. Đó, banh thì đôi khi mình ít đánh, đó mình thì ít đánh banh, và đặc biệt là những cổ phiếu banh banh top 2 thì bây giờ nó lên được một nhịp rồi thì nó cũng không còn những cái sự kỳ vọng nhiều nữa. Đó, đa phần là bây giờ là kỳ vọng bởi banh top 1 anh chị ạ, để giúp thị trường đi lên về mặt điểm số thôi. Đó, ok anh chị nhá, thì chia sẻ anh em một chút thôi. Anh em đang đón xem video ngày hôm nay thì nhớ đừng quên là để lại cho anh em những cái nút like và những cái quả tim ở bên dưới cái phần comment nhá. Anh em nào mà muốn tham gia đến cộng đồng room giao lưu thì nhớ đừng quên là quét cái QR code bên trên màn hình, hoặc là có thể click cái đường link ở bên dưới phần mô tả trong cái phần comment để tham gia cộng đồng room Zalo giao lưu anh chị nhá. Và đặc biệt là anh em cũng đừng quên là để lại cho anh em những nút like, những quả tim anh em muốn tham gia vào những room khuyến nghị, những người muốn tham gia vào những room khách hàng để tìm kiếm những cái điểm mua sắp tới đây, thì anh em nhớ đừng quên là inbox với MV qua số điện thoại trên màn hình và Zalo, thì MV sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em về những cái cổ phiếu đó và add anh em vào những cái room khách hàng về điểm mua, điểm bán, điểm cắt lỗ, chốt lời để anh em chủ động trong quá trình mua bán của mình. Chị nhắc, ok. Và cái điều cuối cùng thì MV cũng rất cảm ơn chị Hoàng Dương đã quan tâm lắng nghe trong cái video ngày hôm nay, và hẹn lại anh em vào cái video khác. Xin chào và hẹn lại anh em.